Mà trời nó mà được ngủ đông là mình mừng, chứ làm sao mà ngủ đông được. Nếu mà em không có công ăn việc làm, em cứ nằm em nói ngủ thoải mái, tại em bị công việc mới kích em thức dậy thôi. Còn người mà không có việc gì hết, nếu họ mà không có lo âu không gì, họ ngủ hoài luôn. Thành ra phải có người đứng thức thức canh để khỏi bị con này con kia nó cắn, mà thôi cứ để ngồi chờ chờ khi bảy này. Nếu giả sử trong đầu em nói mấy hôm nay tao chuẩn bị ngủ 7 ngày 7 đêm, công việc tao là không bị ảnh hưởng, thì em ngủ được liền. Tại vì lúc tới giờ làm việc não nó nhắc, à sắp đi làm nha, dậy đi, hoặc trưa 12 giờ dậy ăn cơm đi, chiều ăn cơm đi, nó nhắc mình. Còn mình nó quy định là tao không ăn, tao không thèm có công việc gì làm, tao nghỉ một tuần. Giả lao bắt đầu tập xong giờ tao vô ngủ nha, ngủ nha, mình ra nói trước trong thân thể là nó ngủ suốt liền 7 ngày 7 đêm. Phải người canh để phòng ai ai phá mình thôi, coi mình ngủ một giấc dài bao nhiêu. Phật ngủ 49 ngày, Phật Thích Ca ông ngủ một phát 49 ngày, ngủ tức là ông thiền á. Thì khi mình tập khí công nó cũng như ông thiền thôi, chứ mình ngủ là mình đang khi ngủ trong đầu nó thức chứ bộ ông thấy đang đi đây đi kia gì nữa, trong lúc mình ngủ mình thấy đi đây đi kia. Nhưng mà mình khi mà trước khi ngủ mình xác định là tao ngủ 7 ngày để tao thiền, để tìm hiểu cái gì hay học cái gì, là bắt đầu mình thiền, ngồi theo tư thế thiền, ngồi dựa của mình bắt đầu chuẩn bị. Trong khi mình ngủ vậy là đầu óc nó tập trung lên mắt, xem nó giải quyết cái gì mình đang bế tắc xong cái mở mắt ra vậy thôi. Thì cái người thường khi ngủ luôn, cái thắc mắc chính là cái công việc nó kêu mình thức dậy thôi. Còn không có, bây giờ nó tao phải tìm ra bí mật cái tao mới được thức dậy. Ông Phật đó nói giờ tao mà không tìm ra bí mật này tao ngủ cho chết luôn, ông nói vậy. Dứt khoát cái tìm ra cái bí ẩn này, ông ngồi suy nghĩ đó hoài, ông ngủ luôn, ngủ lúc ông tìm ra, ông mở mắt là 47 49 ngày, ông tìm ra cái chân lý. Thì mình như vậy, giờ trước khi ngủ giờ tôi muốn đả thông nhâm đốc huyền quang, giờ bắt đầu tôi tập rồi tao ngủ luôn rồi cho nó thông. Thì Trong đầu suy nghĩ là như có mục đích cái đà, mục đích có mục đích gì trước khi ngủ không? Thì có mục đích từ lát ngủ nó thực hiện à, không tin tối nay mình muốn làm gì tối nằm nằm mơ nó thấy cái đó gì nữa. Em thử, tại em không nghĩ đó nhiều, chứ em có một cái gì suy nghĩ năm này tháng nọ thì tối nó ngủ thấy liền cái đó. Nhưng qua từ sáng tới chiều giờ tao đang muốn làm gì tối ngủ thấy cái đó, dù tao đang thi công tập thi công tập thi công tao xong ra không cả tối ngủ thấy mình tập tiếp à. Tại em không tập trung hết tất cả tinh khí thần vô một việc, và trong đầu mình dứt khoát tao tìm ra tao mới thôi. Bỏ ăn bỏ uống bỏ ngủ bỏ hết, trong đầu có tư tưởng nó chưa có bắt đầu làm thì nó hồi nó dậy. Thành ra trong cơ quan vậy, lúc mình ra làm việc mình quên ăn quên uống luôn, nó ủa chết cha 6 giờ chiều à. Đó em chưa có say mê đó. Thì mới đầu những người mà luyện khí công cũng giống như là người mà say mê công việc thôi. Mới đầu bây giờ công việc công ty nó giao, ví dụ mày làm xong này tôi cho mày 5 triệu, mày làm sao tao không không cái chấm công gì, mày cứ làm từng nào xong mày cứ ngồi đó mày làm từng nào xong rồi đưa tao cho mày tiền. Lúc đó em sẽ thức luôn 3 ngày cũng được. Còn tại vì tới giờ làm phải về rồi, kêu bảo vệ kêu đóng cửa rồi rồi về phải kêu người ăn cơm. Còn nếu em một mình sống không có ai dính tới sinh hoạt mà em làm được liền. Nói thôi bây giờ ngồi suy nghĩ này, giống như em mê công việc ngồi làm này, làm tới xong thử à, đừng có ai kêu tôi làm, đừng ai kêu gõ cửa, đừng ai kêu ăn sáng, đừng hết ăn làm mà cái ánh sáng nhiều lúc đó, quên ban ngày nắng lên nắng xuống ngoài nó biết, ông cứ theo nắng trong phòng làm của khi 2 ngày luôn. Lý do tại sao người ta không có tập trung được thì bị người phát phá hoại cái giờ sinh hoạt của mình, thành ra mình không làm được cái đó. Còn Phật đâu có ai phá tao, tao chỉ xin ăn chứ ngồi kiếm kiếm cái lý luận của đạo Phật. Mà khi mà đang tập trung tư tưởng cao nó không có đó, tại cái lúc đó chỉ hệ thần kinh nó hoạt động, đâu có tiêu hóa năng lượng nhiều, cái suy nghĩ hoạt động thôi mà. Còn em cục cửa tay chân hao năng lượng, em nằm ngủ đâu có hao. Em thử ngủ đơn giản cho anh ngủ cái ngay cái suất bữa trưa mà anh ngủ đã tới chiều là bỏ bỏ cơm trưa, cái 10 giờ anh ngủ thôi, bỏ cơm trưa liền tới chiều chỉ ăn bữa mà không thấy gì hết đó, mất đường bộ. Thành ra những người mà luyện khí công là ta bỏ buổi là bằng cách ngủ trước mắt mà ngủ ngay cái giấc đói đó. Con thấy con thành một bất tập buồn ngủ à, hay hay buồn ngủ mà con ngủ cái ngủ rất là sâu đó, mà ngủ trước bữa ăn là sướng lắm, là được bỏ bừng bữa xong ngu không bỏ giống như là không ngủ đủ cái nó mất ăn đó thầy. thì đó, thì nó ăn bù lại thì nó dậy thôi. Thì ngủ nó lấy khí nhiều hơn ăn, bởi vì cái năng lượng nó gấp 10 lần vật chất mà, giống như một quý ký một uranium nó bằng 1 triệu lít dầu. Giờ mày lấy uranium mày tập mày khỏi ăn, nó hút trời đất vô. Thì con gấu nó ngủ 6 tháng đâu có ăn đâu, nó vẫn bình thường đó.
Thì khi mình ngủ là nó dậy, tại vì khi mình ngủ tất cả tay chân mình cầm lên nó rất là bệt, giống như chết rồi, sắp chết nhưng mà tim còn đập nhẹ 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 đó. Lúc đó chỉ còn cái suy nghĩ, nó chuyển động suy nghĩ hao bao nhiêu lượng tính thôi, thì cái cơ thịt nha nó giữ cho đừng có bị thúi thôi. Giống như mình em đông lạnh á, em nghĩ như con gấu nó đông lạnh trong, bây giờ nhiều người sắp chết ở Bắc Cực á, 100 năm vẫn còn là cái thịt vẫn nguyên, thì giống mình vậy thôi, nó đâu có xài, tại vì nó ướp lạnh mà, tức là tế bào nó nếu mà phân tách to lên, tế bào lúc mình một ngày đầu thì nó dao động trong 100 cái trong một giây, ngày thứ hai còn 80, ngày thứ ba 70, nó dao động chậm dần thế zero gần 0.mấy% làm sao mà hao năng lượng, mỗi ngày nó chậm dần, tức là mới đầu vô cái thịt nó sốt vậy, một hồi nó xìu xuống giống như nó lắng xuống, nó lắng cặn xuống vậy. Em thấy như cái bông gòn để lâu hồi nó sốt xuống, nó dẹp xuống, giấy em để lâu nó dính nhau kìa, tiền em để mà đi để vậy thôi, còn bà thân nhau nó dính nhau cục, tự nhiên nó đè xuống, thì mình nó mà không lao động. Ngày đầu cái tế bào nó dọng 100 cái dao động trong một giây, ngày hai chắc chắn phải 90 thôi, làm sao 100 nữa, rồi ngày thứ ba thì còn 80-70 thôi, ngày thứ 70 thì cuối cùng cái dao động cuối cùng là giữ cái hệ điều khiển cái tế bào, cái hệ điều khiển tế bào nó nhiêu tiền, đâu có hao năng lượng. Còn cái tế bào nó vận động nó mới hao, còn cái tế bào chỉ cho nó sống thôi, không có hao, giữ sự sống cho nó thôi chứ không cho nó cục cửa, thì tức là giữ cho nó ngủ suốt, giống vậy. Giờ ta cho mình ngủ suốt, bây giờ nếu ai lo hết, em coi ngủ 3 ngày cũng được, tại em vì công việc vì lo này lo kia, chứ bây giờ đó ha, con ngủ đi, tao lo hết công việc cho mày đi, ngày đầu chưa ngủ được, ngày sau bắt đầu một tuần sẽ ngủ được một tuần, tại vì không tất công việc người ta lo hết thì cái đầu trống. Nhưng mà trống nó không phải là đơn giản, em phải có cái khác đang suy nghĩ trong đầu để có theo đuổi, để quên hết cái xung quanh. Giống như mình bây giờ mình đang làm vẽ một cái tượng Phật bảo của ông, đang làm ráp thành phần mới 1/3, nó cái này phải 30 ngày, xong làm 30 ngày em cứ ráp cái hình bằng âm thành cái hình, lấy tờ giấy này như cắt ráp, mà em phải ham thích tuyệt, rất mê cái đó, cái đã mê, tức là người ta kêu mình cũng mày đi khác, mày rủ tao đi, mày rủ tao cho tao chửi mẹ, tao đang thích cái này lắm. Giống như em vừa giống người nữ mà đang đi mê đi kiếm cái iPhone hay mê cái son môi, nó quên giờ, nó vô cái chữ thị 3 tiếng nó không biết, trong khi người ngoài trộn nó lâu với mày 3 tiếng nữa, tao vô có chút tao kiếm cái son môi mày hối tao, thực ra mày đi gần 4 tiếng mà mình đâu có biết, mình đang mê đó. Thành ra khi mà cái tư duy nó phát triển lên, nó không có yếu tố thời gian, không còn yếu tố thời gian, thành ra nhiều lúc mình ngủ chút thành 3 tiếng tiếp nữa, ngủ 3 tiếng rồi, còn làm ăn ngồi làm việc giật mình thôi, chưa rồi. Không tin bữa nào chính công việc cơ quan em làm xin mới chích cha mới chút xin lực tới trưa nữa, giờ chưa xong bị tụi nó rủ ăn cơm thì mình bực, tao chưa xong việc mà mấy ăn cơm đó 12 giờ rồi mà, lúc đó mình mới giật mình thải nãy giờ làm mấy công việc có 1/3 mà tới 12 trưa, lúc đó mà thấy học cái não mình hay. Tức là trong Phật giáo nói khi con người mà, tại vì cái thời gian và không gian là do cái bên ngoài nó chuyển động, còn bên trong không, cái cơ thể mình cũng là một cái không gian mới. Không gian của tao là một giây của tao bằng một giờ ở ngoài thì sao, hai cái không gian, bởi vì nó nói con người là một vũ trụ con, cái vũ trụ lớn là mặt trời nó sáng lên sáng xuống, con người tao ở trong cái phòng tối om, tao không có giờ có giấc, không có điện thoại, không có gì, có tao đâu biết giờ thì thứ hoài, không tin vô cái phòng bây giờ thầy tắt đèn hết mở gì hoài, không có đồng hồ, phải đồng hồ em biết giờ có khi 3 ngày sức mở ra 3 ngày đó mày, lúc em giật mình liền á, mà lúc em say mê em làm đi, làm cái công việc xong, có làm xong tầm xong làm xong xong, mà cái đó là mình thức, là mình làm lao động ít, còn bây giờ ngồi thiền thôi, ngồi suy nghĩ công việc tính toán mai tới nhà đó mai tới kia tao mua đó, mai cái làm đó. tao xếp cái này vô, xếp cái này lát hồi tao làm cái này, làm tính cái nước cờ cắt bước đi công việc tao tiến, tao ngồi suy nghĩ vô hoài tới khi lần thứ 3 nó kiếm được đó là nó tính đến. Nhưng mấy cái ông đạo Phật ông nghĩ vậy thôi, giờ cái suy nghĩ nó vô đầu, nó qua con mắt, con mắt là nó vô đâu, nó nằm ở đâu, rồi con mắt nó vô cái đầu nó vô đâu, nó tưởng tượng thì nó ra cái ngũ quẩn, ngồi nghỉ lâu nó mới ra cái đó, ngũ quẩn nó mới giãn, người ta ngũ quẩn hơn cái ngũ quẩn nó tiến tới gì, cái xác người giống như là ông ngồi suy nghĩ, cái xác người là phía ngoài thì có da, xúc giác, thấy không? Con mắt, thị giác, cái lỗ mũi là khứu giác, cái tai khứu giác, cái lưỡi là vị giác, còn thính giác, còn gì nữa đâu, đố không tìm ra, có 6 cái à,
còn gì nó tiếng này, ông ngồi ông thiền ông thấy có mấy cái đó rồi ông nó cái đó mà nó chui cho người nó tiến tới cái gì thì có thần kinh, con mắt là có thị giác, rồi thị giác nó có cái dây thần kinh thì thần kinh nó thấy cái bật cái vô mắt nó đem lên đầu, đem đầu cái gì xử cái khu đầu này xử, nó nghĩ một hồi nó đau chỗ nào là vô nó xử là cái thị giác nó nằm ở đâu, rồi nó cái thính giác nó ở đâu, nó tìm ra mấy khu nó chính cái khu trong đầu nó điều khiển mấy cái đó, khu đầu nó vô đó là ở đâu, vô trong đó thấy gì cho ngồi suy nghĩ vài hổ ra đủ thứ chuyện trên đời mà nghĩ mà hồi khi ông hiểu được cái đó thì mất khi cả cả tuần rồi, thế thì mình đang đi đeo đủ suy nghĩ mình không biết thời gian mà không không được ai quấy phá, tại mình là người tu mà ai phá mình, tức là mình là cái ông thầy tu đi ngoài đường xin cơm ăn rồi ngủ một góc mà chả ai có kêu mình, chả ai quan tâm thì ai mà kêu em vậy làm cái gì, em có đi làm đâu, đâu kiếm tiền đâu, hay đang ngồi suy nghĩ mê luôn. Thì nó mấy ông đó ông muốn kiếm một cái chân lý cao ông phải gạt bỏ, gọi là không dính mắc bất kỳ cái gì trong xung quanh xã hội, từ xã hội tới thiên nhiên, muốn thiên nhiên là ngồi chỗ không thấy ánh nắng nó bắt đầu thấy mẹ hay là vô cái động ngồi thì chỗ đó phải mát mát để khi nó lạnh tao không bệnh đó, phải tính tính hết rồi bắt đầu ngồi đi, ngồi đi giờ không có ai kêu tao, tại tao đâu có làm cái nghề gì đâu ai kêu tao, rồi tao cũng cả chả giết ai, thì không sát sinh, mấy cái điều răn tao này tao không giết ai, tao không có nói dối, năm cái đức tánh nó có thì ai ghét tao, đồ thì tao không có, mặc cái quần đùi ở trần nhà, ai ăn cắp gì trong người tao, ai tay trắng có mẹ ăn giết gì tôi ngồi đó ai làm gì. Nó bắt đầu thấy yên, ông dặn xếp hết rồi ông ngồi vậy không có ai phá, một ngày hai ngày ba ngày không có dần dần, ông sống vài năm sau thì có ông dần dần sẽ tiến tới một ngày là một tháng không ai quấy phá, bắt đầu mới ngồi thiền, còn mình còn người của hát quấy phá hoài tới khi là không còn ai liên lạc, mình thấy một tháng ai liên lạc thì mình tập nó được liền, mình ngồi thiền một tháng được liền, còn chưa có nó phá liền. Thì những người học cái công vậy mới đầu tập dần dần hết bệnh trong người đâu có gì khóa mình nữa. Thứ hai là ở giờ mình không cần tiền, không tiền là giờ phải làm sao mà nhịn đói được 6 tháng ăn lần cần tiền có 1 triệu đủ rồi, cắt 1 triệu liền nhịn 6 tháng ví dụ nếu em nhịn được 6 tháng thì em kiếm tiền 1 năm triệu đủ rồi cắt ra đây ngồi thiền, thì đó nó tính hết rồi, giờ đủ ăn 6 tháng rồi ăn hết rồi, bây giờ bạn bè tao có nợ gì ai, tao không có bồ bịch không có gì, không có đứa nào, tao không có mượn tiền không có gì, bạn bè tao nói bây giờ tao đang tu hành tao phải đừng phá tao là tao nó đi hết rồi, để cho mình ngồi đó, mình ngồi bắt đầu mình tập tập thì Phật Thích Ca 6 năm sau mới thiền được. Mình cũng vậy, muốn muốn mà ngồi mà ở không được một tuần mà không ở phải dàn xếp suốt mọi thời gian dương nào thấy hết rồi bắt đầu mình mới ngồi mình làm. Mà khi mà ngồi có chuẩn bị công việc này tao biết là phải mất 7 ngày tao mới tìm ra cái bí mật, giống như giải toán phương trình bậc một phương trình bậc 3 này giải mấy trăm lần mới tới kết quả. Giống như giải phương trình 3 bây giờ máy tính nó xử lý là phải hồi trước nó nói 100 năm mới ra cái bài giải của phương trình bậc 3 nhưng máy tính xử thì có một ngày sau. Thì con người thì mất 100 năm. Thì ông Phật như vậy giờ 100 năm tao biết biết tao ngồi làm hoài. Hồi ra ông tìm ra cái cách giải rồi ông cứ đi ông làm qua thì ông công việc nó đăng đăng đê đê nó cứ tới hoài làm không hết. Làm hoài làm hoài giống như bây giờ tôi muốn xây một nhà 100 tầng một tháng được 1 tầng thì phải 100 ngày mới được 100 tầng, giống vậy thì phải làm hoài, trong đầu mình có cái tư duy là biết thành công đúng trong ngày xong đó nha. Thì mình cứ làm thôi. Mà làm cái này là cái hành động nó phải lao động tay chân, mà cái não này cục cựa không tính tính trong đầu không thì làm sao mà hao năng lượng. Và khi tìm ra thì ra cái chân lý đó thì cái đó mà chân lý đó là cái chân lý những cái tư duy cao cấp là nó đi qua nhiều thế giới, tại ở ngoài đời nó có 15 cái thế giới, cái suy nghĩ cấp thấp cấp cao có dần lên, dù lớp mẫu giáo là một cấp phải không, 7 lớp 8 chỉ 11 12 đại học trên nào học nó lên nó 15 cấp lận, là 15 cấp suy nghĩ lắm. Tức là cái trình độ em lúc 10 em chơi đủ nó 10, lúc 11 chơi nó 11, 11 chơi mẫu giáo làm gì thế nó ngu lắm. Như vậy đó lên tới 10, lớp 10, 10, lớp 15, lớp tiến sĩ nói chuyện nhau toàn chuyện trên trời không à, chuyện cao siêu không à. Rồi tới đó mình phải hơn người ta, mình nghiên cứu nữa, thành ra mình trong cái đó một cái tư duy hoài, thành ra có nhiều người họ tìm ra cái chân lý, nhưng phải có mục đích cái đã, mục đích tìm cái gì, giống như thằng Archimedes nó tìm ra sức đẩy cho dòng nước nó nghỉ hoài, có ngày nó nghĩ ra nó chạy ra tung 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 luôn. Thì ông Pythagore vậy tìm ra
là cái ba bình phương cộng bốn bình phương bằng năm bình phương. Ông ngồi nghĩ cái bao lâu vô lâu mới ra cái công thức đó. Rồi cái ông mà phương trình bậc hai y rét bằng x, ông nghĩ bao nhiêu lâu mới ra công thức tự nhiên có à? Ông ngồi nghĩ thức ra khi ông 10 năm trời mới nghĩ ra đó. Nếu mà ông không ăn uống khi tuần ông ra rồi thì giống vậy thôi. Thành ra khi trong người có ba cấp lao động, tay chân là lao động thấp nhất, lao động hai là lao động óc, lao động theo đâu có hao năng lượng bằng cái thằng cút đó. Mà cái lao động óc của em là lao động thấp, còn lao động cao hơn cái đó nữa là cấp óc trên óc, tổng giám đốc coi giám đốc ngồi tính 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 trong đầu không thì nó ngồi rồi vẫn không làm gì, ở dưới công việc vẫn chạy. Nhưng mà khi mà tổng công ty có cái bế tắc, tổng công ty nó ngồi nó nghỉ mấy ngày mới ra cái cách giải quyết, thì trong 3 ngày nó khỏi ăn khỏi uống như thế bảo đảm. Anh sau 3 ngày anh mệt thiệt mệt mà tìm ra rồi anh ngủ một giấc cho đã. Thì mình vậy, tại em chưa có người bế tắc mà bắt buộc mà em không giải quyết là em chết liền chẳng hạn, hay công ty phá sản liền, em sợ liền. Tại mình không có một cái nhiệm vụ gì mà có thể là ảnh hưởng tới rất nhiều ngàn người dụ Phật đâu, không tìm ra là cả thế giới này chết hết, nó sợ lắm. Mình làm lè 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 không có chết mai người ta chết rồi. Mình nghĩ hoài trời ơi còn 5 ngày nữa mà không tìm ra là cả thế giới là banh chành, giống vụ vậy thôi, ngồi suy nghĩ sao. Mình lo lắm. Thành ra trong gia đình bây giờ nhà mình đang cần 1 tỷ, không có 1 tỷ con mình chết rồi, lúc đó em tìm cách kiếm tiền cách nào. Nó giống vậy, làm lẻ lẻ sau mình bữa nay được có 900 ngàn, mai được 500 triệu, 400 triệu, còn 400 triệu nữa ráng 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 đó. Rồi tiến tới mục đích xong, vừa xong thở phào mệt thiệt mệt. Cái đó là lao động tay chân, còn cái lòng nó phải tính thôi. Bây giờ phương trình bậc 2, phương trình 3 nó giải cứ thế cái số này, thế số vô là tính ra, thế số này tính ra cái vậy là 1 triệu lần cái ra kết quả vậy. Thì ông phải làm thôi mới ra, giống như là cái xác suất thống kê vậy, là 1 triệu lần trong 1 triệu lần thì nó có 90% nó ra cái kết quả. Tổng quát là bao nhiêu, em phải làm con số đó mới ra, mà chính mình làm chứ ai thèm làm. Tại mình đang muốn tìm hiểu nó như thầy, thầy muốn kiếm khí công thì thầy kiếm chứ ai phụ mình. Thầy muốn dạy khí công thầy phải thảo, tao tự nghiên cứu, tao kiếm sách, tao chế bài cho học trò, hiểu bài dạy học trò tao. Còn ai đưa bài cho thầy giảng. Nó không có thích làm sao, nó ngồi nó nghiên cứu. Chán thì ngồi lật cuốn sách ra, thôi buồn ngủ quá, cái sách gì đâu không hiểu gì hết. Còn nếu em thích em đọc hiểu liệu giờ nếu em về ngành kế toán gặp kế toán sách kế toán đọc hiểu được, cái thằng không biết kế toán trời ơi gì chữ chằng chịt, cái gì tài khoản này thì khoản nọ cái gì không thèm coi luôn. Khi thích rồi nó càng vô cái càng phức tạp, là càng khóa, giống như cái từ người học tiếng Anh á, mình học tiếng Anh một cái từ điển 10.000 từ, trời ơi khổ quá sao học, còn nó ngày nào cũng học từng từ mà nó mê lắm, nó học thuộc hết 10.000 từ luôn, nó nói như gió, nó phải học chứ. Mình phải say mê chứ, còn mình là con đọc tới 10 từ là ngủ mẹ rồi. Father là cha, mother là mẹ. Rồi ngủ luôn. Còn nó đọc 100 từ vẫn tỉnh. Ngày sau đọc thêm 100 từ nó thuộc luôn. Cứ đọc vậy hoài suốt năm nào nọ, mấy năm sau lục 10.000 từ. Thì nó nói như gió. Nó phải thích ngôn ngữ học, nó không thích sao học. Bây giờ em không thích cái công sao em học được 3 năm, em học chừng 3 tháng bỏ rồi. Giống cá vậy đó. Giống như em không thích tạ giờ biết em đọc học đấy. Ba bữa bỏ gì nữa. Còn sao cái thằng tả nó học mấy ba năm luôn, nó có cái gì nó mê chứ. Tại sao mình em không thích tả đi, giờ cho em học em cũng học được, học ba bữa mặc dù cho bớt tiền cho rô đồng em chứ chắc mà học. Còn bên này đóng tiền vẫn đóng tiền đi học, còn bên kia cho bớt tiền bên tin giờ mấy cái chỗ riêng nó đang miễn phí tới lấy thẻ đi học đi, không thẻ tự nhiên nó vậy thấy không, rõ ràng phải có cái đam mê gì đó trong người nó gọi nó có cái dòng máu đó. Giống như giống máu lai, ví dụ tao lai phải luật tân, gặp phi luật tân tao khoái, nó lai cái nghề nó, tao lai cái nghề khí công là tôi vô gặp khí công là tao khoái, tao lai ngoại ngữ thì gặp ngoại ngữ là tao ấy học, tao lai ngành kế toán là gặp kế toán là liền đưa ngành khác cho tao cũng làm. Tại sao có ngành mà nó ngồi dưới đống nhớt nó cứ chùi rửa xe hoài, nó rửa xe làm sao chịu được. Em thử làm đi, 2 ngày bỏ nghề liền, tao nó làm 10 năm vẫn ngày nào cũng xịt, lấy cái sồi nó lâu vẫn ngày nào cũng làm. Mình chán chết mày hồ, ông tử ngoài sáng nào cái xe tới thấy cái xô ra lấy xà bông trụng trụng rồi lấy cái bằng chả chà em làm đi. Tại sao làm được, thằng có nó làm 60 xe một ngày mặt tươi cười giỡn vui vẻ, ngày mai có xe mừng thêm nữa. Còn bệnh trời ơi hôm nay qua được 60 ngày mai cho tao chết không làm nữa, mệt chết mẹ tao luôn đó. Mà sao nó làm 10 năm được. Còn như thầy sao ông ngồi cái môn này chán, ông làm mình tập một bài chết mẹ ông 20 năm tập hoài
phải có cái đam mê gì trong á. Vô không như cái thằng bán mì tàu, sao ngày nào cũng bán hủ tiếu, cái cầm cái hủ tiếu bỏ nước sôi đưa cái tô có mẹ ở đâu, mà nó làm 100 tô mắc kính bơ, còn mình làm 10 tô thôi, mày làm đi, tao vô tao ngủ. Ăn thử ra phụ bán vừa hủ tiếu không biết liền, là không có nổi đâu, mà sao nó ngồi nó làm tới chiều luôn. Mà mặt mày vui vẻ. Mà nó nói gì đâu, cũng là cái tô hủ tiếu thôi à. Trụng hủ tiếu, bỏ cái mì, bỏ cái đồ ăn vô, bỏ muối, bỏ khách rồi đứng chờ khách kêu làm nữa. Em nói thiệt, nếu mà người nhà mẹ em sai chứ chắc em nấu tô hủ tiếu, mà khách nó nói là làm kỳ vậy. Biểu bán hủ tiếu là ngồi làm kỳ lạ. Nói thằng kia là còn nếu mà em ở nhà mẹ em sai từ từ làm gì hối đó, sao cho ở khách nó làm nó không bao giờ nó lạ, nó ráng làm lẹ lẹ cho người ta. Còn ở nhà em nấu mà mẹ mày hối em chửi liền, để con từ từ hối dữ vậy đúng không? Nhưng mà thằng cái thằng bán chè bây giờ nó có chửi mày đâu, càng nóng càng khoái, không có sợ mệt thì hết, quên mệt quên mỏi hết luôn, làm tới chiều luôn, không ăn không uống luôn. Lát thằng khác tôi thấy cả nghỉ chút lát để em lên nhiều thằng bán mì nó bán 12 tiếng mà đứng bán liên tục, nó mặt cười hì hì à, mấy bà tàu cha cười hì hì à, giỡn nữa. Rồi mấy bà bán rau trong chợ ngày một cái bó rau 2.000 đồng bạc ha, một ngày 50 bó mà cứ giỡn bán. Em ngồi vẫn bán thôi, em bỏ công ty ra ngồi bán đi, sao không làm được. Thầy nó trong đó có cái gì ta gọi là nó có cái gen, hay ta gọi là trời, tức là trong cái xã hội nó phân công em là con mèo, em là con mèo, thằng kia là con chó, là con chó thì giống vậy thôi. Trong xã hội nó có ba ngàn sáu trăm nghề, khi em ra em phải làm nghề nào, em thích nghề đó thì cộng giống như bằng cờ tướng, nó con xe pháo mã tướng chỉ tượng, em là cái gì khó chứ, làm sao em làm, em là con tốt là con tốt, em chỉ biết tiến tới thôi, con mã đi chéo, con pháo nhảy nhảy giọt, con tướng đi vòng vòng, con chỗ có bốn ô, con sĩ đi qua chéo lại không có bốn ô, cả đời nằm trong đó mà rất vui vẻ. Là rõ ràng là trong cái một cái vũ trụ nó có giống như một cái cầu, nó có cái cây này nối cây qua mới qua xong thì em là cái thanh nào em phải nằm thanh đó, không được nằm thanh khác, thì nối qua xong được, không có em là không có qua xong được. Thì cái cầu nó từ cái bờ này qua bờ kia nó có cần 50 cái đòn, thì em phải là một trong 50 cái đòn, thiếu một em cũng không được, bắt buộc phải ngồi đó để em trám cái khúc thiếu của xã hội cho đó. Cũng giống như thầy thấy ra cái vụ khí công mà giao cho mày, mà giao tự giác chứ không phải tao sai mày, tự nhiên cứ ngồi đứng giữa văn cái cầu cho tao bước vào đầu, chịu đứng vậy hoài, giống như cái là mình có thanh cầu, tao phải đứng nó cho người ta bước vào đầu rồi qua, và tao thỏa mãn tao thích tao đứng đó. Còn người khác nói thằng này siêu quá vậy, nó giống vậy nhiều người không xã hội rồi, cái đó là mình cứu vậy thôi. Nhưng mà bản thân khi em học cao lên, em phải nghiên cứu em là cái gì, em mới coi kinh dịch mày là cái gì trong cái xã, cái tiểu vũ trụ xã hội ở Sài Gòn, mày là cái thành phần này rất là dễ. Ví dụ mày thu nhập 3 triệu thì những cái thằng 3 triệu là mày một băng, rồi thằng 20 triệu là một băng, là chơi với nhau hết, thì nó thu nhập vô đó hơn cả đời, nhiêu đó thì nó là chơi với nhau được. Thì em quen con nhỏ bạn hay là một người khác mà nó cũng 20 triệu, em chơi nó đàng hoàng. Còn thằng 40 triệu đưa được vô nhà hàng 5 sao, rồi mình vô cái vỉa hè mình ăn coi 20 sao chơi với nhau, nó là nhẹ, thằng nó chơi băng với nhau. Thì nó có khi chơi băng nó có những cái tư tưởng giống nhau ấy. Thì lúc đó em vẫn sống bình thường, không thấy gì hết, không thấy gì khổ hết. Nhưng mà em so sánh thì thấy khổ liền, muốn thằng kia xôi sướng mình. Còn nếu mình biết là mình coi ra mình là con chốt, một tháng 10 triệu em sống 10 triệu em thấy sướng lắm. Giống như đứa mày dưới cầm cầu nó cũng cười, nó giỡn mặt xà lõm, mặt mày tập lém trong bút dơ giấy, sao nó cười giỡn nó vẫn sống. Một ngày giờ lúc nó ăn con tô cơm mà con cá mà cá chút xíu rồi, giờ lúc hơn tí nước mắm tí rau nó vẫn sống 3 ngày 3 đêm, mập ú cười nhông nhông mấy đứa ăn bày á. Rồi em nói khổ, nó khổ, nó hỏi cô khổ là gì, hỏi nó coi không biết đâu, quá khó gì khổ. Cô mua chữ số, cô bán mua con, em hỏi nó vô ích, không biết khổ là cái gì đâu. Thì giống như giờ em thấy một thằng đại gia đi xe Mercedes này gặp em, trời ơi, sao khổ mà đi sông đa, em hỏi khổ là cái gì liền á, ủa cái gì đâu khổ, liên đá vậy đâu mà nó khổ, nhưng mà nó thấy em khổ thì nó cấp tên. Thế giống vậy thì nhiều mình không có biết, nhưng mà khi em sống đi theo nó, em thở ràng thấy hồi trước mình dở hơn,
đó. Còn nếu mà em cứ an phận không có gì, đâu Phật đâu có nói đó. Mọi người đều bình đẳng, không phải vật chất hơn nhau là hơn nhau. Thì đại khái như bây giờ mày đại gia, mày tiểu gia vô trường học, mày học chung với tao, mày hơn tao cái gì? Sáng mày ăn mà tô hủ tiếu tao nó tốt hơn tao gì? 10 tỷ kệ bố mày, mày ăn tô hủ tiếu trong xóm có anh thằng bán tô hủ tiếu 50 ngàn, tao ăn 50 ngàn, mày 10 tỷ mà có ăn 10 ngàn hơn tao cái gì? Đó bắt đầu thấy, em sẽ thấy, thấy không? Cuối cùng là ông Phật có nhớ nói cuộc đời chỉ có 3 bữa ăn và cái ở thôi, mà hành hạ con người suốt đời mà nhiều người không có biết nó hành hạ cái gì, nó không có bao nhiêu hết á, mà cứ cái đó. Nếu giờ không ăn không ở không ngủ thì bẻ vô cùng, hỏi cần kiếm tiền làm cái nết gì hết á, kiếm tiền để ăn thôi, cái ăn rồi cái ở cái mặt thôi, không có mẹ hết á, mà đâm chém lẫn nhau. Thì ông Phật nói bây giờ nếu mà bình đẳng hết với nhau, bây giờ thằng giàu thằng nghèo vô trường đại học cũng tới bữa cơm ăn giống nhau rõ ràng. Em thấy thằng đại gia đi học đại học nó cũng phải ăn giống mình, hơn mình gì. Bây giờ đại gia đi du lịch đi ra lên ra Vũng Tàu, ở Vũng Tàu nó chỉ có bán một quán phở thì mày 10 tỷ mà ăn gì, cũng ăn quán phở như tao, mày hơn tao cái gì? Nó hơn em là cái gì? Nó nuôi 10.000 nhân viên, nó không hơn gì hết á, nó nuôi rất là nhiều nhân viên công ty đó. Còn nó ăn cũng như mình thôi, làm sao nó ăn 1 ngày 1 tỷ được, cái bụng nó bao nhiêu mà ăn dữ vậy. Mà cái đầu phải tính toán hay, mà trời giao nhiệm vụ nó phải nuôi 10.000 thằng. Nhìn nó thấy khổ, nó đắng, đúng là nó khổ hơn mình, chứ mình có mình nào mà lo chưa xong rồi nè. Thì rõ ràng là nhiều người không có nhìn sâu vô. Thầy quen mấy ông đại gia 20.000 nhân viên, nó nhìn thầy nó sao thì sướng quá. Mình thấy nó trời ơi anh sướng quá, đi 4 cái xe Mercedes X7, 4-5 thằng lái xe, đi nhà hàng 7 sao 5 sao, ăn một bữa ăn 20 triệu sướng. Nhưng mình thấy không sướng hay đâu. Thầy đi ổng ăn bữa sáng 7-5 triệu, mình ăn bữa 50 à. Gheo tô phở ra đó là gì mà là bầu ngư vi cá, nấu súp rồi trụng mì. Tiểu rưỡi tô. Mẹ con mình ăn tô mì cá 50 cũng nói xong thôi. Nhưng mà ổng phải ăn vậy á, chứ mà ổng ra cái ngồi vệ đường ăn 50 ngàn là không thấy nó kỳ kỳ. Giống như em bây giờ nó em ăn 50 ngàn, em vô cái hẻm ăn 10.000 tô hủ tiếu cỏ, em thấy kỳ kỳ liền à. Lâu lâu bí tiền lắm tao mới ăn, mà cái tuổi mà nó 10 ăn hủ tiếu cỏ là cả đời nó nói đối nó là ngon nhất rồi đó. Còn tại nhà nó ăn cực hơn, vậy lâu lâu ra ăn hủ tiếu cỏ là coi như nó ăn nhà hàng á. Mới hiểu. Thì mỗi cái giới nó có một cái thoải mái của nó. Khi mình hiểu nó thấy xã hội nó làm như cái gì này, nó nhiều tầng lớp lắm. Đôi khi mình hiểu hết thì em có gì là khổ không? Không có. Phật nói khi hiểu là không có chữ khổ. Không chữ khổ là sao? Là bỏ hết. Bỏ hết cái đó. Bây giờ lo cái hồn mà. Cái trong người mình có hai phần, phần vô hình mà lo cái vô hình mà nó chết gì đâu. Lỡ ổng rảnh lo cái hồn, ổng lo cái xác. Cái xác mà có ăn có 3 bữa sáng ăn miếng cơm thì kiếm cái nhà ngủ không có mẹ gì đâu. Cái đó dễ quá đối với ông Phật á. Cái xin ăn. Bây giờ em nếu mà em đã người xin ăn thì em một ngày đầu sẽ đi 1 cây số, ngày sau mới bước ra cửa 2-3 bữa nó cho một tô cơm ăn mẹ đi đâu. Nó biết em là người xin ăn trong xóm nó biết á, thì ngày đầu nó chưa biết thì em đi một vòng nó mới biết mà. Ngày thứ hai thay giờ đi 1 cây số đi có 300 thước là đầy tô cơm rồi, mọi người cho ăn chút là nhiều lắm, em ăn rồi. Còn ngủ thì nó thấy mình vậy thì nó thấy mình ra trước và hàng ba nó ngủ nó cho liền. Đuổi mình làm gì? Ngày đầu ngủ thấy kỳ kỳ thôi, không có nhà đó ngủ đỡ đi, thấy nó tội nghiệp quá. Vậy đâu cuối cùng ngủ đâu được. Thì ăn ở xong thì em ngồi tư duy cái gì em đang tìm kiếm, em muốn tìm kiếm cái gì hay em kiếm, ngồi suy nghĩ vậy đó. Thì có con người nó phải thảnh thơi không? Con người mà tranh giành vật chất đua đòi người mua iPhone mua gì chứ ổng không quen ai điện thoại là cái gì? Không quen ai cần gì điện thoại. Tao là giỏi, tao không cần coi tivi, khỏi cần coi điện thoại, không cần coi tin tức nhé. Tao chỉ lo cái miếng ăn, miếng ngủ như cái tư duy tìm ra cái bí mật của vũ trụ hết. Có 3 cái lo. Còn em bây giờ em tính coi từ sáng chiều
Mỹ nó tính một ngày người ta đó 10.000 cái suy nghĩ trong một ngày xảy ra trong 10.000 cái một có người 50.000 cái suy nghĩ hiện ra. Mà ai giải quyết hết 50.000 đâu? Không có hết mà nó cứ vậy á. Ông Phật ông tiến tới ba suy nghĩ thôi, dập hết mấy chục ngàn kia, làm sao ông tiến tới, ta gọi là nhất niệm. Gạt hết suy nghĩ, chỉ còn suy nghĩ nào đáng suy nghĩ thì nghĩ, không suy nghĩ thì nghĩ đến làm gì vậy? Em thấy rõ ràng mình ngu. Nhiều gì không cần thiết ngồi ngửi hoài à. Mà mình không có đủ tiền, dù không có đủ tiền mua cái nhà mà nghĩ hoài cũng đủ thôi. Mơ ước. Mày không mơ thì mày cũng là mày ngồi đây mày ngủ mẹ rất là sướng không? Còn mày mơ cái mày khỏi ngủ. Rõ ràng trong người ta nói là mình không biết mình là ai. Thành ra Phật nó nói là chữ ngã. Chữ ngã là gì? Mày biết tới nó mày ngã đi. Mày té đi. Mày không biết, mày biết nó té ngựa ra mình ngu quá. Mình ngu quá. Làm cái chuyện rùi bu quá là nói vậy. Thì trong 1 triệu người, 1 tỷ người có một người dạy thôi nha, không phải dễ đâu, có tư duy gì đâu, chỉ ông Phật ông mới nghĩ cái mình nghĩ không được, mình cũng bị cái này thì tác động. Nào là tắm mặt kiếm xà bông, quần phải chứng quần mặt, rồi lát ra cửa phải chào, rồi ra phải khoa tùm lum á, cái đầu mình á ổn á, nhà không có khoa lết gì, tiền không có ai cấp. Cuối cùng cái đầu rỗng ra. Còn mình cái gì dù mình không có, mình cũng có một chút, cũng có cái điện thoại, cũng có cái xe Honda cũng phải giữ, ông có xe Honda giữ gì, cái gì cũng không có hết, chỉ có cái quần đùi với cái người thôi, mẹ còn cái gì nó giữ, thì cái đầu ông vô cùng trống rỗng, ông nghĩ một cái chân lý nào ông nghĩ hoài ông tìm ra đi. Thì cái đó là mỗi người nó có một có cái giới để đi vào một thế giới để tư duy. Thì mấy cái ông mà tôn giáo là ông lấy tư duy tìm hiểu cái tư tưởng con người không, cái suy nghĩ người nó là đang suy nghĩ cái gì vậy, cái suy nghĩ cao nhất là cái gì, cái suy nghĩ thấp nhất là suy nghĩ hèn hạ nhất là cái gì, nó không chia nhiều lại, nó chia là thứ nhất là cái cây cối giống suy nghĩ như cái cây vậy, cái suy nghĩ như con thú là thú tính, suy nghĩ con người là 50% tính toán, 50% tình cảm thôi, 50% tính toán, rồi lên nữa cái ông cao hơn là ông giảm tới ông là không còn cái tính toán gì hết, chỉ biết cái suy nghĩ không là cao nhất. Thì cái người nó rảnh rơi rang nhất, càng xuống dưới càng nhiều, giống như là càng lên cái rễ cây ấy, thì cái ngọn cái cây có một cái mà rễ hàng triệu cái, thì người làm triệu ấy, còn Phật là có cái thân cây, còn dưới bu là giống ông ấy, ông bỏ hết những cái rễ cây, ông còn cái thân có một cái, một suy nghĩ, ta gọi là nhất niệm, là một suy nghĩ trong đầu. Niệm là suy nghĩ á, tà niệm, niệm là suy nghĩ. Suy nghĩ em có mấy cái, giờ ngồi với thầy khi là cả chục suy nghĩ đang thể ra. Bây giờ mày nghĩ một cái thôi, nghĩ gì? Có gì đâu nghĩ. Nó tại là không có, một Phật có một cái. Không có một cái suy nghĩ tập trung hoài. Còn mình có gì hết á, tại em có mục đích. Mình sống như người ta ở đi kiếm lương, kiếm cơm ăn. Thì kiếm cơm phải có suy nghĩ, kiếm ăn mới suy nghĩ, còn ông không kiếm cơm, tao muốn là tìm ra giải thoát gì ngoài đó, có một câu tìm quà cho mẹ ăn, uống tao không ăn, muốn thứ mọi suy nghĩ đó hoài. Còn mình nghĩ chút mình đâu có mê đâu, thì nó mê nó nghĩ hoài được, không có mê đó. Như giống như mê thi công là cứ coi sách thi công hoài, ông mê Phật cũng tìm hiểu Phật hoài, ông hỏi ông này gặp ông kia, hỏi ông kia gặp cái ông này ông kia, chỉ cho hỏi ông đi hết tất cả hai cái ông mà giỏi nhất bên Ấn Độ, hai ông mà giỏi nhất Ấn Độ là chỉ ông cái phi tưởng với tứ niệm xứ là hai ông cao nhất, và hai ông đó nói là tao tìm ra bí mật gọi là Như Lai. Rồi ông nói không phải, ông coi hết những nó, ông suy nghĩ, ông sắp xếp hay suy nghĩ lại, ông suy nghĩ 7-49 ngày ông thấy là tìm ra chân lý là hết, nó là như vậy. Thì cả cuộc đời ông mẹ kiếm tới 6 năm tu khổ hạnh. Rồi thời gian ông là ông vua sướng vô cùng, ăn uống trai gái gì có hết, xong ông không thấy được cái gì hết. Qua này nhìn nói mẹ nó 6 năm cũng không có gì hết, cuối cùng bình thường ngồi suy nghĩ ra, ông gọi là trung đạo, đừng có khổ quá, đừng có nghèo quá, đừng có dư quá, cứ như cất trôi sông, tức là nước lên cất lên thuyền lên, cất trôi sông là vậy, tức là ra như của cất ấy, nước mày lên thì tao cất tao lên, tao là thấp nhất mà tao cũng tìm ra chân lý.
như vậy mới sướng. Còn nếu mà khổ quá chìm xuống cũng đói quá, ông nhịn đói, ông ăn có một hộp mè da còn một xương thôi, bệnh lên bệnh xuống thì con nhỏ kia nó cho ly sữa uống, trời ơi sống như người thường chứ còn cái ăn thôi, uống chỗ nó tìm ra, nói thôi bây giờ phải ăn uống bình thường đi, dạy người ta. Cuối cùng là tìm ra chân lý, không phải ngồi tưởng tượng, đi dạy người ta, dạy ra, dạy người ta mới tìm ra, đâu ngồi chỗ mà ra được, tìm ra rồi phải đi thực hành, tức là hành. Thành ra ông Đạt Ma ông có hai cái đôi dép, một đôi dép là học, một đôi dép hành. Ông qua Trung Quốc ông dẹp, ông thảy đôi dép học lại còn chữ hành đem về Ấn Độ. Bên Trung Quốc là học lý thuyết không, ít thực hành lắm, không nói vậy đó. Còn dân Độ là thực hành nhiều hơn lý thuyết, thành ra họ tìm ra chân lý. Thành ra ông nói bên Trung Quốc là học thì nhiều, hành thì không có. Còn Ấn Độ hành nhiều thì không có chân lý. Nó ngược ngược nha. Mà hành nhiều mới tìm ra. Mà muốn tìm ra thì qua cái lý thuyết của Trung Quốc ráp vô ra chân lý. Nó giống vậy đó. Tức là con người là cứ làm mà không có suy nghĩ. Con người làm và tính toán lại. Tổng kết là tổng hợp tổng kết lại. Tức là có nghiên cứu cải tiến dần, là gọi là tinh tấn đó, trong Phật. Mỗi làm phải tinh túy hơn và tiến bộ hơn thì sẽ tìm ra chân lý. Mà tới tìm ra chân lý thì bỏ hết. Chân lý là không có chân lý. Chân lý là không có chân lý. Ví dụ mặt trời hoặc phương đông chân lý gì? Sáng mặt trời hoặc phương đông chân phân chân lý gì? Không có chân lý gì đó. Chiều mặt trời là phương tây không có chân lý gì đó. Còn mới đầu phải tìm chân lý là mặt trời ở đâu ra, rồi trái đất ở đâu, rồi trái đất tròn hay quỹ đạo tròn. Như tìm ra chân lý là mặt trời nó vậy. Chân lý là tụi bay thôi. Con người nghĩ con chó nó không có chân lý, con chó đối mặt trời nó chân lý, nó thằng nào đúng, nó người đúng hay con chó đúng, tất cả chỉ có nó là vậy, không có chân lý gì hết. Con người chế là chân lý, người giống như người Việt chế là người Mỹ nói tiếng Pháp nói cái núi là mountain, người Việt nói núi, mẹ thằng nào đúng, cái núi này kìa, núi nó đúng, không có nó chữ núi không chữ mau tanh vậy đó. Thằng Mỹ ấy, khi học mau tanh cái từ điển ta, người Việt nói chữ núi ra từ điển, cái núi trước mặt này mày nghiên cứu cái gì, gió đây viết liền, ngồi tra từ điển. Nhiều người vậy tra từ điển không à, mà tra từ điển là chữ là cái ngu của người nó viết ra, cái người viết chữ núi thằng nào viết chữ núi vậy? Đọc nó đi, sao mày nói núi là chữ này, cái núi nó bự vậy, có cái chữ N chữ U chữ sắt chữ Y là những núi hả? Không phải, núi là cái đó. Mày nói núi không đủ đâu, rồi mới thấy đúng chứ, núi sao đủ hết cái núi, chữ mountain của Mỹ không đủ luôn, chữ mountain của Pháp không có ngôn ngữ nào mô tả được cái núi này. Cuối cùng nó là nó, nó gọi là bản thể duy nhất một thôi, duy nhất độc tôn, duy nhất nó, không có từ ngữ này mô tả được. Còn mới đầu tiến tới thì cái công tập tiến tới khi biết rồi không cần đi tập nữa, là hiểu rồi, là khi mình hiểu rồi là không sợ, giống như trong phòng tắt đèn hết, em giẫm cái sợi dây tưởng còn rắn không sợ lắm, nhưng nếu em mà hiểu được là cái đó là sợi dây không có sợ đó, giống vậy đó. Nói thêm một cái chân lý về